Chào các bạn, tiếp tục chuyến du lịch đến nước Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ đến thăm một biểu tượng của nước Pháp, đó là tháp Eiffel. Đây là một công trình kiến trúc bằng thép nằm tại quận 7 của thủ đô Paris, cạnh sông Seine. Tên tháp cũng là tên của người kỹ sư thiết kế tháp. Ông cùng các đồng nghiệp của mình xây dựng tháp vào năm 1887 đến năm 1889, nhân triển lãm thế giới vào năm 1889 và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Vào thời kỳ mới xây dựng tháp đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi về thẩm mỹ cũng như là công năng của nó, và cũng có nhiều ý kiến đóng góp là nên phá bỏ tháp sau khi cuộc triển lãm đã kết thúc. Nhưng về sau thấy có rất nhiều du khách từ các nước trên thế giới đến tham dự hội chợ triển lãm lại rất thích ra tháp chụp hình, nên sau đó tháp mới được giữ lại và trở thành biểu tượng của kinh đô ánh sáng Paris và nước Pháp. Paris còn được gọi là kinh đô ánh sáng là do vào từ thế kỷ thứ 18, khi cảnh sát thành phố yêu cầu người dân vào ban đêm nên thắp sáng một cây nến hay là một cây đèn dầu đặt trên cửa sổ của nhà mình để ngăn ngừa tội phạm. Còn câu chuyện thứ hai góp phần vào kinh đô ánh sáng là vào năm 1820, khi Pháp thông qua hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn ga, thì Paris là nơi áp dụng thành công nhất. Cảnh đường phố Paris sáng rực khi đêm về đã gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách. Và từ đó, kinh đô ánh sáng đã gắn liền với cái tên của thủ đô Paris. Với chiều cao 325 m, tháp Eiffel giữ kỷ lục là ngọn tháp cao nhất thế giới trong suốt 40 năm sau. Tháp có 3 tầng. Tầng mặt đất thì cao 33,5 m so với mực nước biển. Tầng này thì có quầy bán vé, cầu thang máy chạy 8 phút một chuyến. Cầu thang bộ lên tới đỉnh thì có tới 1.665 bậc. Nhưng tháp chỉ cho du khách lên tới tầng 3 thôi. Tầng 2 cao 57 m so với mặt đất, diện tích khoảng 4.200 m², có sức chứa lên đến 3.000 người. Còn tầng 3 cao 115 m so với mặt đất, diện tích là 1.650 m², có sức chứa lên đến 1.600 người. Trên các tầng tháp thì có đài quan sát, có hành lang chạy quanh tháp cùng với các viễn vọng kính, giúp du khách quan sát được toàn cảnh thủ đô Paris. Trong các tầng tháp thì còn có các nhà hàng, các tiệm bán thức ăn nhanh, phòng trưng bày, cửa hàng lưu niệm và cả điểm truy cập Internet với hàng trăm nhân viên phục vụ. Tháp mở cửa tất cả các ngày trong năm. Tùy ngày mà tháp mở từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi đến 23 giờ hay 24 giờ. Tháp chịu được sức nóng và các trận bão có cường độ cao. Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới cũng có nhiều bản sao và các công trình mô phỏng theo tháp Eiffel. Ngày nay, tháp Eiffel không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch nhất, mà nó còn là một trạm phát sóng truyền thanh và truyền hình của thủ đô Paris. Thank you.
Từ tháp Eiffel, chúng ta đi bộ khoảng chừng 10 phút là đến một nghĩa trang vắng vẻ, được bao quanh bằng một bức tường cao 5 mét và được trang trí bằng một bức đắp nổi vinh danh những người lính. Nghĩa trang còn trồng hoa và những cây dẻ để che bóng mát. Nghĩa trang nằm ngay thủ đô Paris hoa lệ, giữa một khu phố sang trọng, chính là nơi an nghỉ của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến xưa kia. Tuy có tên là nghĩa trang vắng vẻ, nhưng đó là một khu nghĩa trang dành cho nhiều nhà quý tộc và các nhân vật nổi tiếng của nước Pháp. Đây là nghĩa trang duy nhất có phòng chờ được sưởi ấm. Từ khi mất vào năm 1997 đến năm 2006, mộ nhà vua xây cất rất là đơn giản, không có cả bia mộ. Nguyên nhân là bà vợ cuối cùng người Pháp của nhà vua đã không muốn những ai đến trùng tu dựng bia cho ông. Đến năm 2006, người con Úc là Nguyễn Phúc Bảo Ân sang Pháp và thuyết phục được bà cho sửa sang lại mộ, dựng lại bia cho cha mình. Cả đoàn du lịch của chúng tôi đến viếng thăm nhà vua, tưởng nhớ đến một vị vua xa xứ đã trải qua nhiều biến động của thời cuộc và mất trên đất khách quê người. Thank you.
đoàn chúng ta đang đi du thuyền trên sông Seine. Sông Seine là một con sông của Pháp dài khoảng 776 km, bắt nguồn từ một cao nguyên, chảy qua nhiều tỉnh thành của nước Pháp rồi đổ ra biển. Đoạn chảy ngang qua Paris thì có rất nhiều công trình xây dựng đẹp và nổi tiếng nằm ở hai bên bờ sông, như là tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà Paris, các bảo tàng nghệ thuật, các công viên, các khu vui chơi, trung tâm văn hóa và nhất là các cây cầu vừa đẹp vừa cổ kính bắc qua con sông Seine thơ mộng. Tour du thuyền một vòng sông Seine thì kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giá vé thì tùy theo loại du thuyền mà dao động từ trên dưới 1 triệu đồng. Tour của chúng ta đi bắt đầu từ 17 giờ chiều là hợp lý nhất, vì khi chúng ta có đi lượt đi thì ngắm được rõ cảnh quan hai bên bờ sông trong ánh nắng chiều rực rỡ. Lúc quay về thì lại được ngắm thành phố hai bên bờ sông đã lên đèn, và nhất là tháp Eiffel sáng rực dưới ánh sáng đèn vàng chớp nháy rất hay. Sông Seine cũng là đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, những câu chuyện, vân vân. Ngày 26 tháng 7 năm 2024 tới đây, lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2024 sẽ diễn ra trên sông Seine.
Đến đây chúng tôi xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tại Bảo tàng Blue. Chào thân ái.